Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là những tác phẩm mà mình tạo ra. Và mình xin giới thiệu, mình là một người đam mê làm sáng tạo nội dung trên YouTube. Và video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những video thật là tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Và video đó là gì thì mời các bạn cùng theo dõi để đón xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình. Xin mời các bạn. Bố nói ngoài đi. Xin chào bạn nha, mình sẽ đi vào chi tiết tâm hồn nha. Nhà nó slim nhá. Lần đầu. Chơi đi. Tâm hồn đây mà. Nào nó chơi đây chơi đi. Chị bay về. Đi vào là cái gì sao? Oh no. Vâng. Từ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục câu hỏi nha các bạn. Xỏ xít rồi. Cái con rat gon này được có được nhận free không? Rat à? Được. Nè. Đây. Alo. Đây con rat này. Có được nhận free không? Không biết. Chắc không đâu. Chỉ là nãy ra không nhận tự tạc. Thế là gì đây? Thanh. Đây. Thanh. Đây. Bắn được, mấy ta chơi bắt nhau mà bắn được không được. Bắn với hiệu vừa thôi. Đấy. À, có gái kìa. Được. Ê, mày chết. Bắn nhé. Rét mồi thái. Em thỏ. Em thỏ. Nhưng mà có tiếng ơi chơi ngay, có đẹp có tiếng ơi. Tiếng gì? Slim á? Đúng rồi. Em chả cần tiếng. Em chỉ cần nhìn hiệu ứng thôi. Như vậy rồi kết thúc các bạn.